Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Đây là kênh mình sẽ chia sẻ về kiến thức đầu tư tài chính, chứng khoán để giúp anh chị và các bạn có quá trình đầu tư hiệu quả hơn. Thế thì chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta là DG có nên trung bình giá hay bắt đáy không? Bởi vì DG là một trong những cổ phiếu bất động sản nhận được nhiều sự quan tâm của anh chị nhà đầu tư, bởi vì cổ phiếu này cũng là một trong những cổ phiếu đầu ngành của bất động sản. Và khi mà cổ phiếu được đánh lên hay là cổ phiếu hồi phục ấy thì nó cũng có mức tăng tốt. Vậy thì DG nó có thật sự là được ưu tiên trong sóng này hay không? Và nên bắt đáy cổ phiếu ở giá nào thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trong video ngày hôm nay. Thế thì trước khi nói về nhóm bất động sản thì chúng ta sẽ cái xem qua về thị trường chung của chúng ta. Thế thì phiên hôm nay thị trường chung của chúng ta có một phiên hồi phục, mình gọi là hồi phục không viên mãn, bởi vì hôm nay mặc dù là có dòng tiền vào bắt đáy cổ phiếu nhưng thanh khoản lại không cao, chỉ quanh 15.000 tỷ, và thị trường gặp áp lực bán vào 10 phút cuối phiên khiến cho thị trường chung và các cổ phiếu không đóng cửa được ở cái mức giá cao nhất. Phiên hôm nay thị trường đã có lúc kéo lên vùng 1.134 và đóng phiên ở quanh 1.128, thì chứng tỏ là cổ phiếu đã bị đạp 6 điểm vào cuối phiên, thì đó là một cái điểm trừ của thị trường trong nay của chúng ta, tức là bị bán về cuối phiên chứ không thể đóng cửa cao nhất phiên được. Và như mình có chia sẻ với anh chị và các bạn trong các video trước ấy, để thị trường có một phiên hồi phục viên mãn nhất và có thể tạo được cái cặp nến đảo chiều đỉnh ấy, đảo chiều ở đáy ấy và xác nhận đáy ấy, thì thị trường tốt nhất là nên đóng cửa ở trên vùng 1.140 và cái cây nến tăng nó bao trùm cái cây nến giảm như thế này thì mới thật sự là an toàn. Còn nếu thị trường chỉ hồi phục được cái giá đóng cửa hôm nay chỉ bằng 1/2 cái thân nến ngày hôm qua ấy thì chưa thật sự là viên mãn và chưa tạo được cái mẫu hình đảo chiều ở đáy. Do đó thì trong những nhịp sắp tới thì thị trường của chúng ta chắc chắn sẽ có rung lắc quanh vùng 1.100 đến vùng 1.110 này. Đó. Thế thì đối với nhóm bất động sản ấy là một trong những cái nhóm mà hồi phục yếu hơn so với thị trường chung và dòng tiền chưa ưu tiên lại nhóm này. Mọi người có thể thấy nhóm bất động sản thì có một số cổ phiếu khỏe hơn, thì ví dụ như PDR này. PDR thì mình thấy là đang khỏe hơn một chút, đó là cổ phiếu còn tăng được 3,4% và cái đáy cũ của cổ phiếu, hai đáy của cổ phiếu nó bằng nhau chứ đó không tạo cái đáy hai thấp hơn đáy trước. Do đó thì PDR mình đánh giá cũng là một trong những cái cổ phiếu bất động sản mà sẽ dẫn dắt nhóm ngành này trong cái thời gian tới và sẽ khỏe hơn so với các cổ phiếu trong ngành. Còn ví dụ như DIG hay Novaland ấy thì yếu hơn, đặc biệt là Novaland cái nhịp trước bị bán mạnh ấy thì nó sẽ còn yếu nữa. Bởi vì là khi mà cổ phiếu bị bán mạnh, dòng tiền nó đã bị ao ra rồi ấy thì cái những cái nhịp phục hồi sau của cổ phiếu ấy nó sẽ phục hồi vừa lên vừa gặp cái áp lực bán ấy, thế nên là nó sẽ có cái quá trình rung lắc trong cái việc đi lên của mình. Đó, thì chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ phải thừa nhận một điều rằng là khi mà thị trường ổn định ấy thì phải có đến 9,5% các mã cổ phiếu sẽ hồi phục trở lại. Vậy nên cái biến số thị trường chung của chúng ta vẫn là một biến số mà mình vẫn đang băn khoăn trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì thị trường của chúng ta chưa hồi phục như kỳ vọng. Đó, thì khi mà thị trường chưa hồi phục như kỳ vọng ấy thì cái target mà cái nhịp hồi này nó hướng đến thì nó cũng sẽ ngắn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là dòng tiền nó chưa mặn mà vào với thị trường. Mặc dù thị trường đã chiết khấu được đến cái mức này, là đã chiết khấu được tầm 12% từ đỉnh rồi, nhưng dòng tiền chưa thật sự mặn mà với thị trường thì mình vẫn đang quan ngại về vấn đề về thị trường chung. Do đó thì trong hôm nay nếu mình có báo chị và các bạn khách hàng tham gia bắt đáy từ 10-30% và đưa hành động về cuối phiên, tức là sao? Tức là nếu cuối phiên đóng cửa 1.140 thì mới mua hết, còn nếu như không đóng cửa trên cái vùng này thì chỉ bắt đáy 10% thôi, thì đó là cái quan ngại của mình đối với thị trường chung. Thị trường chung vẫn là một cái biến số mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi trong những cái phiên sắp tới. Đó, và anh chị nào chưa mua phiên hôm nay ấy thì anh chị cũng không cần lo là đỡ tàu, bởi vì thị trường của chúng ta chưa hoàn toàn xác nhận tạo đáy, chưa có mẫu hình hay là cái xu hướng tạo đáy cả. Chỉ có một điểm tích cực của thị trường hôm nay mình thấy đó là ở cái chart giờ của thị trường mà đã có phân kỳ dương MACD rồi. Đó, khi mà thị trường nó có tạo cái chart giờ phân kỳ MACD ấy thì nó sẽ có thể hồi phục được. Nó có thể sẽ hồi phục được trong những phiên sắp tới. Còn cái việc hồi phục mạnh hay là hồi phục yếu thì sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái dòng tiền tham gia vào thị trường cũng như là tham gia vào cái cổ phiếu. Đây mọi người thấy này, MACD của chart 1 giờ là đã phân kỳ dương rồi. Đó, thế thì khi mà MACD phân kỳ chart kỳ dương ấy thì nó có thể target lên cái nhịp phục hồi này là quanh 1.160 được. Đấy, còn để vượt được cái vùng 1.120 hay không thì cần sẽ phải xem cái lực cung vùng này. Đó, thì cái chart giờ nó MACD nó phân kỳ dương ấy thì nó vẫn chưa thuyết phục bằng chart ngày, mặc dù là có phân kỳ dương nhưng nếu chắt ngày phân kỳ thì nó sẽ còn hiệu quả hơn. Hiện tại thì MACD chắt ngày ấy nó chưa có tín hiệu tạo đáy cơ và cũng chưa có tín hiệu phân kỳ, thế nên nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài quan sát chứ chưa tham gia tại cái thời điểm này. Đó là đối với thị trường chung của chúng ta. Thì trong những cái phiên sắp tới ấy, thị trường chung của chúng ta sẽ cần
giữ được cái mốc hỗ trợ quanh 1.100 này. Nếu như thị trường không giữ được cái mốc 1.100 này thì có thể thị trường sẽ phải quay lại xuống một lần nữa, test lại đáy 3 quanh vùng 1.080. Còn đó 1.080, và nếu như thị trường quay lại test cái vùng 1.080 này ấy, thì mình nghĩ là cái việc thị trường phục hồi về phía sau ấy thì nó sẽ lâu hơn. Thứ nhất là bởi vì thị trường có những có test lại những 3 nhịp liền, và trong 3 nhịp này nó đều có những phiên hồi phục nửa chừng. Đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là tạo cho nhà đầu tư cái tâm lý là hưng phấn này, sau đó cuối cùng cuối phiên ấy lại đào. Thì cái việc này ấy, nó sẽ tạo cho nhà đầu tư tâm lý là thị trường đang lừa. Và khi mà thị trường liên tục lừa như thế ấy, thì đến vùng đáy thì anh chị và các bạn sẽ không dám vào bắt đáy nữa. Đó, thế nên chúng ta sẽ cùng quan sát cái vùng 1080 này. Nếu 1080 mà thủng ấy thì bắt buộc là chúng ta sẽ cần phải đứng ngoài, không tham gia nữa, bởi vì cái vùng này là cái vùng mà hỗ trợ vùng đáy đầu năm của thị trường rồi. Thị trường về cái vùng này ấy, thì khả năng nó chỉ đi ngang thôi, chứ nó cũng khó có thể mà tăng mạnh được, bởi vì là thị trường đã bị gãy trend rồi. Đó, và phù hợp cho đánh sóng hồi thôi chứ không thể mà đánh sóng tăng trưởng được. Đó là anh chị và các bạn sẽ chú ý. Và đặc biệt là thị trường chung của chúng ta nó đang yếu như thế này, dòng tiền nó vẫn chưa thật sự lan tỏa trong toàn bộ các nhóm ngành, đồng thời thanh khoản rất thấp, thì anh chị và các bạn tham gia, anh chị và các bạn sẽ cần phải ưu tiên cái nhóm nào mà nó được dòng tiền ưu tiên. Đó, thì mình thấy trên thị trường cái dòng tiền, cái nhóm ngành mà được dòng tiền ưu tiên ấy, nó là nhóm chứng khoán này. Nhóm chứng khoán thì hôm nay chúng ta sẽ có SSI này. SSI thì mình thấy là nó khỏe hơn thị trường hôm nay, bởi vì là nó tạo được cái mẫu hình nền nhấn chìm tăng rồi. Đó là SSI tạo được mẫu hình nền nhấn chìm tăng này. Còn nếu như mà SSI trong những phiên sắp tới mà nó vượt được cái vùng hỗ trợ ở vùng kháng cự quanh 328-32 này, 328-33 này, thì nó có thể lên được vùng đỉnh cũ nhé mọi người. Đó, thì với cái việc là tạo được cái mẫu hình nến này ấy, thì cũng có thể là 80% là cái vùng đáy của nhóm chứng khoán là vùng này rồi. Tuy nhiên ấy, thì vẫn còn biến số là thị trường chung, nên chúng ta sẽ vẫn cần phải rung lắc. Có thể là trong những phiên sắp tới thị trường nó có rung lắc ấy, thì cổ phiếu sẽ đi ngang quanh cái vùng 31 này, 317, 318 cộng trừ này thôi, sau đó thì cổ phiếu mới vượt được. Đó là cái kịch bản cho cổ phiếu SI này. Hay là nhóm chứng khoán thì có cổ phiếu FTS hôm nay cũng ok này. Cổ phiếu FTS thì đánh giá tăng trần này. FTS là một trong những cổ phiếu rất khỏe của nhóm chứng khoán. Đối với cổ phiếu này thì nó tiệm cận cái vùng đỉnh cũ rồi, thì nó sẽ là cơ hội cho anh chị nhà đầu tư nào kẹp hàng thoát thôi, chứ còn mua mới thì cũng không vội nên tham gia, bởi vì là cổ phiếu về cái vùng này chắc chắn là nó sẽ gặp cái áp lực rung lắc. Và chưa kể đến là liệu cổ phiếu có vượt qua được vùng đỉnh cũ hay không, hay là cổ phiếu vòng lên để tạo hai đỉnh thì chúng ta không biết được. Nên là anh chị hạn chế đu những cổ phiếu nào mà đã được kéo tăng mạnh rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại trở lại với cổ phiếu DEG nhé. Cổ phiếu DEG ấy, nếu như anh chị nào mà theo dõi kỹ và phân tích kỹ thuật ấy, thì anh chị và các bạn sẽ biết là cái cổ phiếu DEG này nó đã tạo được cái mẫu hình, đó là vai đầu vai ở đỉnh. Đây, mình sẽ vẽ cho anh chị và các bạn xem cái mẫu hình vai đầu vai ở đỉnh này. Đây này, đây là cái vai trái của cổ phiếu này, đây là đỉnh này, đây là vai phải này. Đó, thì cái mẫu hình này nó không được chuẩn 100% cho lắm. Tuy nhiên ấy, thì nó cũng đúng đến khoảng tầm đúng khoảng tầm 70%. Tức là sao, nếu như mẫu hình mà nó được nó chuẩn đấy, thì cái vùng này nó phải xuống đến đây này, thì nó mới chuẩn ra mẫu hình vai đầu vai này. Nhưng mà cái phiên giảm cổ phiếu ấy, nó chỉ giảm đến cái vùng này thôi. Thế nên là nó chưa ra được thật sự là cái vai đầu vai của cổ phiếu. Và cái mẫu hình này thì nó chỉ có xác suất đúng khoảng tầm 80% thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải lưu ý cái trường hợp là cổ phiếu đã tạo cái mẫu hình vai đầu vai rồi. Khi mà cổ phiếu tạo được cái mẫu hình vai đầu vai này và cổ phiếu thủng cái vùng vai phải, mọi người thấy này, đây là cái vùng vai phải của cổ phiếu này, thủng cái vùng này, thì trong nhịp sắp tới ấy, cổ phiếu nó sẽ bước vào cái nhịp điều chỉnh, bởi vì là mình quan ngại rằng là cổ phiếu đã bị hình thành cái xu hướng tương đối xấu rồi, và nó quay lên nó test lại cái vùng vai phải của nó trong những phiên sắp tới này, nó không hồi phục được ấy, thì lực cầu trong những phiên sắp tới ấy, thì nó có mạnh lắm ấy, thì nó cũng chỉ kéo lên được cái vùng 25 này thôi. Nó mạnh lắm thì nó cũng chỉ kéo lên vùng 25 này thì nó sẽ gặp cái áp lực rung lắc mà thôi. Thế nên ấy, anh chị nào mà kẹp hàng ấy, thì chú ý là sẽ cần thoát bớt hàng quanh cái vùng 25.5, 25.7 này giúp mình. Đó. Vì thứ nhất là cổ phiếu và ngành bất động sản ấy, nó chưa được cái dòng tiền ưu tiên. Thứ hai là nó cổ phiếu leader DIG này nó đã bị tạo cái mẫu hình này rồi, tạo cái mẫu hình vai đầu vai ở đỉnh rồi. Anh chị nào phân tích kỹ thuật thì sẽ biết là sau khi cổ phiếu tạo cái mẫu hình vai đầu vai này thì cổ phiếu chắc chắn là sẽ bước một cái nhịp giảm. Đó, thế nên lại là để an toàn thì anh chị vẫn nên là hạ bớt cổ phiếu cái vùng này cho mình. Còn đối với những anh chị nào muốn mua mới thì không nên mua đuổi ở những phiên mà
cổ phiếu đã kéo xanh rồi. Như thế thì anh chị sẽ không có vị thế tốt đâu, bởi vì chúng ta mua là chúng ta mua nhịp hồi, chúng ta đánh T cộng thôi. Thế nên là cái biên lợi nhuận của chúng ta sẽ cần phải đảm bảo. Nếu như anh chị mà cứ thấy cổ phiếu kéo tăng, anh chị mua thì thứ nhất là anh chị sẽ không có lợi thế về T cộng. Thứ hai là cái giá mua của anh chị cao. Khi mà cổ phiếu chưa kịp về tài khoản ấy thì có khi là anh chị đã lỗ lại rồi. Bởi vì cổ phiếu mà hồi ấy thì nó chỉ hồi rất nhanh thôi, chứ nó không hồi nó không hồi lâu đâu. Đặc biệt là đối với cái nhóm cổ phiếu mà nó chưa được dòng tiền ưu tiên, có thể là nó sẽ hồi lên đến cái vùng này rồi nó lại đi ngang, nó rung lắc, nó test cung thôi, chứ nó chưa thể tăng mạnh được. Nên là những anh chị muốn mua mới ấy, thì cố gắng là bắt ở cái vùng giá sâu hơn, bắt ở vùng giá sâu hơn, ví dụ như quanh cái vùng giá 22, 21 này này, thì mình sẽ nghĩ là an toàn hơn là anh chị đu ở cái vùng giá 23. Và sẽ phù hợp cho anh chị nào lướt sóng ngắn hạn và thoát luôn, chứ không ưu tiên nắm giữ dài hạn. Còn những anh chị nào trung bình giá ấy, thì cũng trung bình xong thì lên cái vùng 20 quanh 25 này thì anh chị cũng nên bán. Riêng đối với nhóm ngành bất động sản ấy, thì không phải là cái nhóm ngành mình ưu tiên trong cái thời gian tới. Thứ nhất là bởi vì là cổ phiếu nó đã tạo cái mẫu hình tương đối xấu ở vùng đỉnh rồi. Thứ hai là nó dòng tiền nó không ưu tiên. Và thứ ba là cái kết quả kinh doanh của nhóm bất động sản trong quý 3 và quý 4 ấy, nó chưa rõ ràng và nó không đảm bảo cái việc là doanh nghiệp có thể hồi phục trong quý 3 và quý 4. Thế nên là mình không ưu tiên bằng những cái nhóm có thể là có sự tăng trưởng trong quý 3 và quý 4. Ví dụ như là nhóm bán lẻ này. Nhóm bán lẻ thì mình cũng đã chia sẻ với anh chị và các bạn rất nhiều lần trên video rồi. Anh chị và các bạn có thể thấy là cái nhóm bán lẻ này của FRT rất khỏe này. Mình đã chia sẻ cho anh chị cách đây một tháng trước. Đó, anh chị có thể tìm lại video của mình một tháng trước về triển vọng ngành bán lẻ, thì mình chia sẻ là mình có chỉ quan tâm hai cổ phiếu, đó là cổ phiếu FRT và cổ phiếu DigiWorld thôi. Thì cổ phiếu FRT này thì điểm mua trị chuẩn của cổ phiếu ấy là điểm mua sau cái phiên tạo mẫu hình nhấn chìm tăng này, là mình báo mua ở cái phiên này quanh cái vùng giá là 72, 73 này. Đó, thì mua ở cái vùng này là cái vùng đẹp nhất, bởi vì cổ phiếu đã xác nhận tạo đáy xong thì cổ phiếu tăng. Thì khi mà mua xong cái cổ phiếu này ấy thì cái mức lợi nhuận cổ phiếu đem lại ấy đã là 27% rồi. 26-27% rồi. Cái thời gian nắm giữ thì có thể là nó kéo dài khoảng tầm 1 tháng, nhưng với cái mức lợi nhuận này và ở trên cái thị trường nó vẫn là có rủi ro như thế này, thì FRT vẫn là một cổ phiếu tuyệt vời trong so với 1.600 cổ phiếu trên thị trường. Đó. Và ngoài FRT ra ấy, nhóm bán lẻ cổ phiếu khỏe ra thì anh chị sẽ chú ý thêm, đó là nhóm thủy sản. Bởi vì cái nhóm này là cái nhóm mà được hưởng lợi từ xuất khẩu, từ hưởng lợi về cái việc cuối năm xuất khẩu ấy. Thì đối với nhóm xuất khẩu VHC, ANV, IDI mình cũng đã có một cái video phân tích rồi. Và trong cái video ấy thì mình cũng có nhấn mạnh, đó là đối với cái cổ phiếu ANV này thì nó có sự tăng trưởng mạnh trong cái quý trong 9 tháng đầu năm. Thứ nhất là bởi vì là cổ phiếu có sự tăng trưởng về sản lượng xuất khẩu ở cả 3 thị trường Trung Quốc này, Mỹ này và Anh này, đó ba thị trường đấy, và mình có phân tích kỹ rồi. Thế nên ANV nó là sẽ là một trong những cái cổ phiếu khỏe trong nhịp sắp tới, bởi vì nó là một trong ba cái cổ phiếu của nhóm thủy sản nó có sự tăng trưởng mạnh hơn so với hai cái cổ phiếu còn lại là VHC và IDI. Thì cái nhóm thủy sản này thì mình cũng đã báo anh chị các bạn trong nhóm khách hàng của mình tham gia ở cái vùng này rồi. Tham gia từ cái vùng này khi mà thị trường nó có dấu hiệu tạo đáy là mình đã báo anh chị và các bạn về nhóm khách hàng của mình tham gia rồi. Hôm nay thì có báo mua thêm để chờ đón sóng trong cái quý cuối năm này. Hay thậm chí là IDI này. IDI thì nó yếu hơn một chút. Tuy nhiên thì cổ phiếu mà nó đã có sóng ngành ấy thì cổ phiếu nó cũng sẽ chạy thôi. Đó, nhưng mà cái kháng cự của cổ phiếu quanh 15 này cũng khá mạnh này. Anh chị mà mua thì anh chị nên mua sớm chứ không nên đợi cổ phiếu về vùng kháng cự mới mua nhé. Vì cổ phiếu về vùng kháng cự mà thị trường nó rung lắc như này ấy, thì chắc chắn là sẽ gặp áp lực bán. Đó là đối với quan điểm của mình về nhóm cổ phiếu thủy sản này, hay thậm chí là VHC thì khỏe hơn IDI và dành cho những anh chị nào nó yêu thích các cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu leader, và anh chị thích đánh các cổ phiếu vốn hóa lớn thì có thể là tham khảo VHC. VHC thì thật ra là về sản lượng ấy nó chưa phục hồi được như ANV đâu. Nó vẫn đang thấp hơn so với cùng kỳ là 50%. Tuy nhiên thì mã này là mã đầu ngành và nó có cái gọi là cái thị phần lớn trong cái ngành cá tra xuất khẩu ấy, thì mọi người cũng có thể yên tâm được. Và thị trường xuất khẩu chủ lực của VHC ấy nó là Mỹ chứ nó không phân bổ đều như ANV. ANV là vừa có Trung Quốc, vừa Mỹ, vừa Anh này. Nhưng mà VHC nó chỉ tập trung ở thị trường Mỹ thôi. Thế nên là nó sẽ bị khá là phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ có tăng trưởng và có phục hồi về nhu cầu tiêu thụ cá tra thì cái cổ phiếu VHC này mới có thể tăng trưởng được. Thế nên là cái cổ phiếu VHC này thì chúng ta vừa phải mua thăm dò trước, và chúng ta sẽ quan sát thêm, cập nhật thêm về cái tình trạng xuất khẩu của VHC vào Mỹ như thế nào, cũng như cái nhu cầu bên Mỹ như thế nào. Đó là cái chia sẻ của mình về nhóm một số cái nhóm ngành bất động sản cũng như là các cái nhóm khỏe trên thị trường.
Đó, hay là anh chị cũng mình thấy là cái thời gian này cũng có một số nhóm ngành khỏe, đầu tư công cũng khỏe này, hút này, tạo đáy hai này. Đó, hút tạo đáy hai này, ổn này, đối với cổ phiếu hút này mình đánh giá là ổn nhá. Hay thậm chí là một số cổ phiếu khác, ví dụ như cổ phiếu LCG này, LCG thì đi ngang này, LCG cũng đi ngang cũng rất ổn này. Đó, thì anh chị và các bạn có thể cân nhắc tham gia được những đối với cái nhóm cổ phiếu này thì mình đánh giá là nó vẫn khỏe hơn, nó khỏe hơn so với nhóm bất động sản đấy. Nếu anh chị nào không thích bất động sản muốn chuyển qua những nhóm ngành khỏe hơn thì chú ý những cái nhóm ngành mình đã nói. Còn nếu anh chị cảm thấy video hay thì anh chị có thể ủng hộ mình một like và một subscribe kênh nhé, để mình có thể cập nhật được những tin tức mới nhất cho anh đến anh chị và các bạn. Nếu như anh chị và các bạn nào đầu tư chưa hiệu quả thì có thể nhắn tin cho mình để mình add vào nhóm khách hàng. Quyền lợi của anh chị và các bạn khi vào nhóm khách hàng của mình là mình sẽ liên tục chia sẻ những điểm mua của các cổ phiếu khỏe trên thị trường, có những điểm mua và những cổ phiếu tiềm năng nào thì mình sẽ phân tích và báo anh chị ngay trong phiên để mọi người có thể mua bán được kịp thời nhất. Đó, về đồng thời thì mình cũng thỉnh thoảng mình sẽ có những cái bài hoặc là những cái buổi chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư hay là kiến thức đầu tư cho anh chị và các bạn, để anh chị và các bạn có thể là đứng vững hơn được trên cái thị trường này. Nếu anh chị và các bạn có thể có muốn vào nhóm của mình ấy thì kết bạn với số điện thoại mình đang để trên màn hình nhé. Cuối cùng thì chúc anh chị và các bạn có ngày cái cuối chúc cuối cùng chúc anh chị và các bạn đầu tư hiệu quả trên thị trường.